Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop Sách Tay Shop. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại showroom laptop Sách Tay Shop. Trong những năm gần đây thì xu hướng các bạn trẻ cũng như là sinh viên lựa chọn cho mình những chiếc laptop vừa phục vụ nhu cầu giải trí cũng như là phục vụ cho cái nhu cầu học hành. Để chọn ra được một chiếc laptop đáp ứng được nhiều cái khả năng như vậy thì chúng ta thường lựa chọn những chiếc laptop có cấu hình rất là mạnh mẽ. Mà điểm chính yếu ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn là một cái mẫu laptop đến từ hãng Lenovo, được mang tên là Lenovo Legion R7000. Trước mắt chúng ta đây là một chiếc laptop mới nhất trong năm nay, vừa mới được ra mắt. Thì ngày hôm nay shop về hàng thì tôi cũng tranh thủ review cho các bạn xem về sức mạnh cũng như là ngoại hình của máy. Thì được phủ bên ngoài bởi một cái lớp hợp kim rất là chắc chắn, và ánh màu của nó tôi thấy nó là màu xám titan rất là đẹp. Điểm khắc ở cạnh bên trái của máy là cái logo chữ Legion để nhấn lên cái model của dòng máy này. Về mặt trước của máy thì hai hốc tản nhiệt rất là hầm hố, cũng như là rất là nhiều cổng kết nối để phục vụ cho chúng ta trong cái công việc cũng như là học tập. Điểm sơ và cấu hình thì chiếc laptop này được trang bị là chip CPU R7-7735H với RAM đang trang bị trên máy là 16GB và DDR5. Thì năm nay RAM DDR5 là một cái gì đó rất là mới mẻ và các cái hãng đua nhau trang bị lên để tăng tốc xử lý cho chiếc máy tính. Cùng với ổ cứng thế hệ mới PCI NVMe với dung lượng là 512GB và cũng có thể hoàn toàn nâng cấp lên thoải mái 1T 2T nếu các bạn muốn. Và tất nhiên rồi, đi kèm nó sẽ là một cái card đồ họa đến từ nhà Nvidia GeForce RTX là series rất là cao, là 4060 GDDR6 và với dung lượng là 8GB. Điểm nổi bật tiếp theo đó là máy cũng được trang bị một cái độ phân giải màn hình rất là cao. Và cụ thể ở đây tôi thấy là điểm mảnh lên đó là 2560x1440. Thì cho chúng ta xử lý những cái video clip cũng như là thưởng thức những cái clip độ phân giải cao mà vẫn cho ra cái hình ảnh mịn mà. Với sức mạnh của dòng RTX mới nhất hiện nay là series 4 thì với những cái đồ phần mềm đồ họa khá là nặng ký, ví dụ như là AutoCAD, Revit, Premiere Pro, After Effects vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý một cách rất là mượt mà, chân chu. Song song đó, bên cạnh thời gian học tập cũng như làm việc, chúng ta cũng có những cái giai đoạn mà chúng ta nghỉ xả hơi, có thể là giải trí một vài cái tựa game nào đó để tinh thần nó thoải mái hơn. Thì tôi tin rằng với cái cấu hình rất là mạnh mẽ từ cái chip CPU cũng như là card trời này thì hoàn toàn có thể đáp ứng cho các bạn cái nhu cầu đó. Cái thiết kế của những năm gần đây là màn hình được thiết kế cái viền nó rất là mỏng. Điều này nó giúp cho cái ngoại hình máy chúng ta nó gọn lại, kích thước vật lý nó gọn lại nhưng mà vẫn đảm bảo đủ cái yếu tố là nó đúng inch, nó là 15.6 inch. Đèn led bàn phím cũng được trang bị trên dòng laptop này để chúng ta làm việc trong điều kiện thiếu sáng thì chúng ta có thể bật lên tùy biến, và có những cái chức năng tinh chỉnh rất là riêng, là một cái nét rất là riêng của nhà Lenovo, đó là Turbo Boost hoặc là tinh chỉnh tốc độ quạt theo ý muốn. Với cấu hình này thì chúng ta sẽ có những cái mức giá dao động từ khoảng ngoài 30 triệu. Và song song đó chúng tôi cũng có nhiều cái mẫu laptop đến từ những thương hiệu rất là lớn, ví dụ như Gigabyte, HP, Victus, MSI, Katana. Thì tôi sẽ review cho các bạn xem ở những cái video clip khác. Còn chủ đề ngày hôm nay là chiếc Lenovo Legion R7000 này. Và tôi hẹn gặp lại các bạn ở trực tiếp tại showroom để chúng ta có thể cảm nhận nó một cách thực tế nhất, một chiếc laptop được nhập khẩu từ Mỹ về là như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip sắp tới nhé.
Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop sách tay shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsatayshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.